Mời các bạn tiếp tục trở lại nhà thi đấu Tuyên Quang để theo dõi hai trận đấu ở hạng 69kg vòng thi đấu thứ hai. Trận đấu đầu tiên đó là cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn Thị Vân Anh của Nam Định mang trang phục đỏ gặp Phạm Hương Trà của Phú Thọ mang trang phục xanh. Trên màn hình quý vị đó là Phạm Hương Trà của Phú Thọ. Cô gái tuổi U17 hết sức xinh đẹp tham gia giải đấu năm nay. Vâng, như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Vân Anh của Nam Định mang trang phục đỏ, Phạm Hương Trà của Phú Thọ mang trang phục xanh. Vâng, vậy là Hương Trà đã ghi được một điểm với tình huống đẩy Vân Anh ra khỏi vòng rốt. Trận thi đấu tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đó là trận đấu giữa Nguyễn Thu Hoài của Thái Nguyên và Bùi Như Quỳnh của Hà Nội, cũng là trận đấu ở hạng 69kg vòng thi đấu thứ hai. Là trận đấu trước cả Thu Hoài và Như Quỳnh đều giành được thắng lợi. Hương Trà của Phú Thọ vẫn đang tìm cách đẩy Vân Anh của Nam Định ra khỏi vòng rôn. Nhưng Vân Anh cũng hết sức khôn khéo, cô đang di chuyển vòng tròn. Thời gian thi đấu hiệp 1, hai đội tạm nghỉ trong thời gian 30 giây ở hiệp thi đấu thứ nhất. Phạm Hương Trà của Phú Thọ đã đang tạm dẫn Nguyễn Thị Vân Anh của Nam Định với điểm số là 1-0. Ở hiệp 1 không có nhiều tình huống kỹ thuật của cả hai nữ đô. Hầu hết cả hai đô đều tìm cách đẩy đối thủ của mình ra khỏi vòng rôn thôi, không có một kỹ thuật nào được sử dụng. Hiệp 2 bắt đầu. Vẫn đang là những tư thế bá đầu tay tư. Vâng, bốc một. Phạm Hương Trà lao vào bốc một và Vân Anh đang phòng thủ. Tiếp tục cả hai đồ lại thoát ra và trở lại tư thế đấu đầu tay tư. Trọng tài nhắc nhở Vân Anh của Nam Định lần thứ nhất. Một trận thi đấu khá khó khăn cho cả hai vận động viên với trình độ kỹ thuật gần như tương đồng. Cả hai bên đều chưa tìm được miếng đánh cho mình.
Thời gian thi đấu của hiệp 2 không còn nhiều và điểm số của hai bên bây giờ vẫn chỉ là 1-0 thôi. Cơ hội còn nguyên cho cả hai vận động viên. Trọng tài liên tục thúc giục hai đội thi đấu tích cực. Vâng, như vậy là đã hết thời gian thi đấu. Vâng, Phạm Hương Trà của Phú Thọ đã giành chiến thắng trước Nguyễn Thị Vân Anh với điểm số 1-0. Một điểm số hết sức xích sao. Vâng, trận đấu giữa Nguyễn Thu Hoài của Thái Nguyên gặp Bùi Như Quỳnh của Hà Nội. Thu Hoài Thái Nguyên mang trang phục đỏ và Như Quỳnh của Hà Nội mang trang phục xanh. Trọng tài thảm Hà Văn Hiếu. Trận đấu bắt đầu. Thu Hoài lao vào bốc một. Vâng, Như Quỳnh sang sau. Hai điểm cho Như Quỳnh. Như Quỳnh đang thực hiện các kỹ thuật quấn bò. Rất hay. Có lẽ sẽ có chiến thắng nhanh cho Như Quỳnh. Vâng, đúng như vậy. Một chiến thắng rất nhanh đã đến với Bùi Như Quỳnh của Hà Nội. Liên tục là những kỹ thuật quấn bò. Vâng, như vậy Bùi Như Quỳnh đã giành chiến thắng với điểm số 10-0. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại những kỹ thuật của Bùi Như Quỳnh. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các trận đấu tiếp theo.